kẽm không cái chú cho tụi con đi chuyến bay về nhà. Nói chung là cảm ơn cái chú ở bên đứng ngoài đây đã gửi tiền ủng hộ tài trợ cho mấy tụi con đi được cái chuyến đi du lịch ở ngoài đây này, hiu đà nãy nha chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì nói chung ngày hôm nay mình nghĩ ra được một cái màn chơi nào các bạn ơi. Thì cái màn chơi này chắc nó cũng hơi bị gọi là ác đó các bạn. Tại hôm nay cái màn chơi này mình nghĩ là nó quá mức quá giới hạn luôn các bạn. Thì nói chung ngày hôm nay mình nghĩ ra được một cái màn chơi đó là hôm nay mình sẽ phỉnh Bả Lùng với Bé Thảo là đi du lịch nha các bạn. Đi du lịch ở Bà Nà Hiu, ở ngôi Đà Nẵng các bạn. Thì mình sẽ nói là mình nhận được một cái thiệp mời từ một cái ông chú ở bên nước ngoài nha các bạn, gửi cho mình ba thiệp đây các bạn. Nói chung mình đã làm chuẩn bị sẵn ba cái thiệp này rồi nha các bạn. Thì mình sẽ vô mình cho mấy đứa đó xem rồi xem rồi biểu mấy đứa thay đồ rồi xem taxi rồi nó xuống rồi mình dẫn mấy đứa đó đi du lịch ở ngoài Bà Nà Hiu, ở ngoài Đà Nẵng nha các bạn, để coi thử nó xuống nó phát hiện ra cái thiệp này là thiệp giả, coi thử cảm ứng nó như thế nào nha các bạn. Đó, ok thì bây giờ mời các bạn xem tiếp video này nha các bạn. Thì các bạn xem video thì trước khi xem các bạn bấm like video, đăng ký kênh, đăng ký kênh, bật thêm cái nút chuông thông báo của các bạn, rồi mỗi khi mà mình ra video mới cái điều thông báo nó cho các bạn xem nha. Ok bạn, bây giờ sẽ tiếp tục cái màn chơi này nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ vô nhà mình đưa bé thì phải cho tụi nó coi nha các bạn. Ở đây làm gì vậy? Để sửa gì nữa chứ? Tao có một ông chú ở bên nước ngoài, ông gửi ông đầu tư cho mình đi du lịch này đi không? Không. Nè, có thiệp đàng hoàng nè. Cái sao? À tốt vậy mà. Thì ông chú ở bên nước ngoài nói chung là ông thấy, ông xem kênh với ông thương mình nên ông cho mình $1,000 đỡ ba anh với em với ba đồ đi du lịch ở ngoài Đà Nẵng á. $1,000 mua gì em iPhone 13 này, cái gì mà hay lấy thì hai mua thịt mà chơi. Mà đó là người ta đầu tư cho mình, mời cho mình đi đâu tốn cái ngàn bạc nào đâu. Vậy còn $1,000 ra đưa em ơi. Thì $1,000 là chú đóng đầu tư ra cho mình, rồi mình đi mình cứ tính tiền. Mình đi cho không à. Đi Đà Nẵng đi. À. Đi Đà Nẵng. Rồi đi Đà Nẵng mà nói đi Đà Lạt đâu. Em muốn đi Vũ Hán. Mày bị điên à? Vũ Hán. Bây giờ ở đây không? Đây. Bây giờ đây nha, bây giờ đỡ điện taxi rồi vô đầu lái vali mặc đồ đẹp rồi đi. Nha. Chơi được không? Thì đi taxi đi ra sân bay Phù Cát, sân bay ra ngoài Đà Nẵng chứ. Đúng, làm đi mấy ngày đi luôn. Đi hai ngày gì, hai đêm ba ngày sao ạ? Khoảng ta. Ủa chú nó cũng rõ nữa. Mà thâu vô thay đồ rồi đi chứ, chút nữa anh em giờ là bay rồi ạ. Vô thay đồ rồi nhanh đi. Mấy giờ? Bây giờ 2 giờ đầu nhanh đi. Các bạn ơi, nói chung ngày mình cũng đang phỉnh hai đứa đó thành công rồi nha các bạn. Bây giờ là trời tụi nó mặc đồ thiết để kéo vali rồi xong xuống cái đón taxi đó đi thôi nha các bạn. Thì nói chung là chút nữa mình sẽ quay video công khai luôn, rồi mình nó hỏi quay video gì vậy, mình sẽ kêu là nói là quay video để làm kỷ niệm lâu ngày thì đi du lịch đó các bạn. Nói chung là giải như bạn xem tiếp video này nha các bạn. Ok các bạn thấy bên ngầu, nói chung là mình cũng để cái này kính của em từ đó muốn đeo các bạn. Kính của em em đeo hợp lý á, đồ đeo kính này đi xì hao đeo ở bài phim trong bay Phù Cát là khỏi bị chói mấy á. Nói chung là bạn thấy mấy đẹp trai không các bạn? Dạ, à, đây nói chung là mình Thảo ở đây với Thảo các bạn. Em đẹp hơn ai em? Đây nói chung vali đồ anh mấy anh em mình cũng chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Thì bây giờ tụi mình chờ đi chờ xì hao vô rồi mình ra xì hao luôn á. Thì nói chung là bữa nay được lâu được đi du lịch, mình phải quay video lại mình làm kỷ niệm rồi xem này cho con cháu ba mẹ mình đồ. Cảm ơn cái chú cho tụi con đi chuyến bay về nhà. Nói chung là cảm ơn cái chú ở bên đứng ngoài đây đã gửi tiền ủng hộ tài trợ cho mấy tụi con đi được cái chuyến đi du lịch ở ngoài Bà Nà Hiu Đà Nẵng nha chú. Nói chung cảm ơn chú rất nhiều. Nói chung cái Thảo ở lâu ngày được đi vui không? Đó, mình đi du lịch quay video rồi đưa quay cam lại quay cho. Đó, bye bye. Đâu, cái Thảo này đi được đi vui không? Vui. Được đi. Vui đất rồi. Đi ăn luôn đi. Đi sao đi. Đâu cục mấy lùng đâu này, cái dây chuyền nhẫn đâu đi mày, đưa coi nhẫn ơi. Đẹp không? Đâu, đẹp. Đâu. Người giàu phải khác chứ, đâu có hay đi về cái gì. Giờ tay lên coi. Nhức hàng như sao. Rồi với Thảo nói chung bữa Thảo hôm nay mặc đồ rất là đẹp, mọi người xung môi đồ. Được. Mặc quần xà lõn rồi, nói chung cái nhìn cái đùi là muốn bà lem mọi người ơi. Cái đùi của em hàng quay hay quay đùi gì ai chi vậy? Đùi mà đâu review đùi. Cái đùi chui. Nói em mất hứng. Bây giờ nói chung bây giờ là tụi mình đang chờ xe vô đó, chở tụi mình đi nha các bạn. Chút rồi tụi mình sẽ xuống dưới ngõ kia chờ xe rồi chúng mình sẽ tiếp tục đi.
Hả? Rồi với Thảo bên đây được đi du lịch Đà Nẵng vui đâu quay quay đây nói chung nó cảm xúc với Thảo nữa cảm nghĩ của mình nha. Với Thảo rất là vui, mùa hè đến là rất là nhiều người đi du lịch. Bây giờ hầu giờ với Thảo chưa được đi du lịch đâu hết. Mùa hè năm nay với Thảo mới được đi nè, lần đầu tiên của Thảo vui ghê lắm. Ngoài là có biển không hay? Đà Nẵng có chứ, ở em bè. Chủ yếu này đó là em đi biển đâu. Đi ở ngoài Đà Nẵng có cái bức tượng gì Phật tổ dơ ra dài này đâu, có cái cầu bắc ngang qua á. Hả? Nói chung đi bè này hiu rồi đi lên mấy cái núi ở trên mây luôn. Đẹp lắm. Ờ ba lùng hầu được đi à? Chưa. Đồ nói chung mày cũng cái chú nó thương mình là sao á? Hạn hình như cái chú đó xem YouTube xem chú ấy thương mình. Chú nó thương em mà chứ hai làm gì có, không có em trong tim nè, chú nó không có cho tiền bây giờ. Tỉnh nó láo quá hạng Bí Thảo. Cho bây giờ Bí Thảo đẹp gái này đó, Bí Thảo đẹp gái này không? Bỏ tiền từ đi. Chú ơi, chị chưa tám đi đâu? Đi gọi ông xe nhanh đi. Thì từ hôm nãy tôi gọi đâu, tôi gọi kêu 15 phút nữa đi chiếc xe 5 chỗ chứ quay táo sang bay phù cát xong rồi đi theo tao chứ đi lạc lại ấy lại lạc mất còn. Đi gì 5 chỗ, đi xe Lamborghini 2 chỗ nó sang cho hai đi. Hai chiếc Lamborghini 2 chỗ. Lamborghini cái đầu mày Lamborghini cái tiền đi du lịch là vui lắm rồi. Hai thôi Lamborghini một ông chở. Thì Thảo sao nôn gửi lại đây nói chuyện với các bạn xíu rồi đi chứ. Đi nhanh đi. Bây giờ tụi mình lên Đà Nẵng rồi, tụi mình quay luôn nha các bạn, đi chứ các bạn. Từ mình chia chưa táo mà còn 15 phút nữa chia nó mới táo, chút quả chia nè táo này là bấm còi tít tít xong mới xuống nha. Lâu dữ không hay điện không đi. Quả ba cái thiệp đâu, vì phải cầm ba cái thiệp. À vô lấy thiệp à. Cầm ba thiệp em mà tao khỏi không được, tao khỏi đợi chút nữa đi vô nhà lầm rồi đi luôn. Cầm cái thiệp theo cho đỡ ra nó người ta hỏi thiệp đâu, kêu ở đâu táo rồi nữa mệt. Hai anh ơi. Tôi phải lùng nữa coi nêu cái cảm xúc này nói chung lâu đi không đi nhanh nè hai cùng review nữa phải hỏi gì hang mà chú Nguyên đó đâu được coi nhẫn đẹp không vui nhẫn nói chung là nhẫn thì chú nhẫn em mua 30.000 nha em mua bài trò á à Bí Thảo nói chung Bí Thảo hôm nay rất là đẹp luôn nha mọi người. Bí Thảo lúc nào cũng đẹp mà xạo chó xạo chó. Từ nói chung cái này cầm vali rồi đi đồ vali màu vàng đẹp vậy. Vali làm đâu vậy? Của em chứ làm ở đâu? Lấy ai mượn của em mà ai nói vậy? Chừng rồi nha. Nói chung ở đây được đi là vui quá. Quá rồi không đi đi bè này hiu. Đồ Bí Thảo đem mang đồ nhất. Chú mang cái đồ dép bị phèn dữ vậy. Mình phải mang dây. Đâu như hai đi chân không kìa. Chân không thì ra ra ngồi đây quay để chuẩn bị đi trước, chuẩn bị vô nhà là mang dây rồi nữa. Hả? Ừ. Chú hay mang dép cái đầu đi mang dây chừng lên xe hay gỡ ra thôi á. Cái xe ai dính đây. Ok vậy nha các bạn, giờ mình tụi mình sẽ chờ xe vô rồi tụi mình sẽ bắt đầu đi di chuyển ra ngoài sân bay vô nha các bạn. Ok các bạn, thì nói chung là tụi mình đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn. Bây giờ mình ra ngoài đây mình treo cái góc máy ở đây xong rồi mình kêu tụi nó ra đây là ngầu trời xong rồi tụi nó dỡ cái thiệp rồi tụi nó ngầu kiểm tra coi thử nó có dỡ cái thiệp ra coi nó phát hiện thiệp. Cái thiệp đó là cái thiệp giả nha các bạn. Còn bây giờ mình đi vệ sinh xong rồi mình kêu tụi nó ra ngoài để ngầu nha các bạn. Coi phản nó biết cái thiệp này là thiệp giả coi phản ứng như thế nào nha các bạn. Ok. đi ngầu trời một xíu đi. Đang ngồi chọn xíu rồi trời xe xuống chứ nén quá hả? Lâu quá à. Xuống đi em chờ mấy tiếng đồng hồ rồi nha. Rồi đây. Bí Thảo ngầu trong vali vui. À, ngầu đây, không có gãy đâu, vali xịn lắm. Vali của em mà ngầu rồi nó gãy á. Nè, đeo bụng dưới ra. Ông trời ơi, đi cửa xinh đi, trời xe hào nó xuống đi luôn. Thôi quay đi, xe xeo rõ, xe hào nó xuống hay ỉa cho xeo. Ngầu dưới. Đi chào mà anh còn ỉa nữa à. Mẹ, anh không phát hiện đâu ỉa xong chứ một lần chị đang đi đứa đường đâu ỉa phải ỉa thú gì. Chào buổi sáng rồi anh máu vậy là ỉa đầu tiên mà. Mẹ ỉa không biết bao nhiêu lần nữa. ỉa hoài. Ngầu chở xi xấu lâu xuống thì ông cái bé ông bác tài đấy chứ cái trừ tiền này. Đánh cái gúm chiêu này em chỉ thịt mỡ ra còn vậy đi xuống em còn đi bao nữa nhá. Anh giờ anh còn đi ía nữa mà hai có biết ông chú đi không hai đẹp thử đi cho chị vui cái gì có biết sao đẹp thử tên nóng tên gì hay coi thử cái màu coi thử kêu mình đi mấy giờ mà hẹn gì á gì vậy kêu thiệp mời gì đây thiệp mời quá nè thiệp mời đám cưới mà thiệp mời nhân dịp
mùng tăng ve. Vui lòng đến dự buổi tiệc rượu chúng tôi. Gì đấy? Vậy? Hay hè lừa mình nào? Gì tăng ve đây? Chào, gì đi du lịch? Mày đi du lịch đồ. Cho em kêu ở đây thì nó chuyện này. Nghĩa là làm em đồ, mấy đồ đẹp đồ nữa chứ. Hay gì vậy đây ai? Hay gì? Gì tăng ve vậy? Tắm rửa tắm đồ mang đồ đẹp rồi chạy qua hầu đón chờ cuối cuộc hai vụ tụi em vậy. Bạn thân ơi, hay vui đây nè. Hòa nhịp cơ ma, hơi con anh đi. Đúng gì thì đi du lịch mình xe phùng đấy, đi xe hao lấy đâu đây? Xe hao, đâu ấy kêu ông xe hao lên đây. À, xe hao kìa đây. Xe hao đâu xe hao? Đi. Đi mình đặt luôn rồi. Hai đồng coi cái gì đây? Đây là thịt bò đấy. Vô. Không đi đâu nữa. Chú Nén. Quá. Quá đi du lịch mà sao đây. Chú. Chú thằng nó sắp phải lời điền chiếc đồ đồ nữa cho. Em vô à. Du lịch. Quá đi du lịch nữa chứ sao lâu ngày mới đi mà. Cho ngày hết đi du lịch không bao giờ trở lại nữa đâu. Đi du lịch vô mình luôn vô. Chẳng luôn. Cho ngày hay dẫn đi du lịch chứ chừng em về yếu rồi. Hả? Quả đi luôn ơi. Quả không đi nữa nè. Ơ các bạn ơi, nói chung mình ở đó nó buồn các bạn, nó phát hiện ra là cái thiệp đây là thiệp giá rồi các bạn. Giá mà tụi nó nghĩ là được đi du lịch, đâu ai mà cho không ai cái gì đâu các đúng các bạn, tiền đâu trời rớt xuống xong có người đầu tư đi du lịch đâu các bạn. Đúng các bạn. Nói chung là mình muốn đi là mình phải làm cái tiền mà mình tự mình đi là chắc nhất các bạn. Đó. Thì nói chung vậy nha các bạn. Thì nói chung là video của mình thì nó cũng xin phép được dừng lại tại đây. Thì các bạn xem video hay là có một cái ý tưởng nào đó nó hay hơn thì các bạn comment bên dưới phần bình luận để mình thực hiện hết nha các bạn. Ok bây giờ bye bye các bạn nha.